Trong phiên xét xử lại của tòa án cấp cao thành phố Seoul, các công tố viên đã đề nghị mức án 25 năm tù giam và khoản tiền phạt 30 tỷ won, tương đương 24 triệu USD, cùng khoản tiền bồi thường 200 triệu won vì hành vi nhận hối lộ. Ngoài ra, họ cũng đề nghị mức án 10 năm tù giam và khoản tiền bồi thường 3,3 tỷ won vì hành vi lạm dụng quyền lực và các tội danh hình sự khác mà bà phạm phải trong thời gian đứng trước. Phía công tố cũng chỉ trích bà Park Geun-hye lạm dụng quyền lực khi buộc các tập đoàn lớn trong nước quyên tiền cho các dự án văn hóa và thể thao theo yêu cầu của người bạn thân là bà Choi Soon-sil. Cựu Tổng thống Park Geun-hye không xuất hiện tại phiên xét xử lại của tòa phúc thẩm sau khi tuyên bố tẩy chay tất cả các phiên tòa, cho rằng chúng mang động cơ chính trị. Dự kiến, chiều 10 tháng 7 tới, tòa sẽ chính thức tuyên án.